Beta rau dưa 2k1 à? Có chứ anh. Beta Saurus nó live ở Twitch lâu lắm rồi. Nó top server mấy mùa trước rồi. Nhưng mà mùa này nó chưa lên điểm thôi. 300k top 1 thì không anh ấy. Tin được không đấy? Nhận kèo nhá Khoa Nguyễn nhá. Nhận kèo của em nhá. Ghim của em luôn này. Anh thì chả có mốt mủng thì thôi anh ghim của em luôn này. Anh tự ghim. Đây nó kể của anh mà đi này của ai đâu. Yasuo à? Yasuo mà khởi đầu với cung thì không quá ngon anh em ạ, chắc là mình không lấy con này đâu. Có tiền thì mình up cấp được. Đép bằng con cheat này cũng ngon này, cheat này tí nữa có long tộc. Đấy, đép bằng 3 long tộc cũng ok này. Hộ pháp cái này đánh được không hả? Cái này chơi được nhé. Có ghi một trên đấy đấy, nó chính là bài hộ pháp xây ra ấy. Đánh trên live mấy lần cho anh em xem được còn gì nữa. Bằng cồn giáo bây giờ cũng rất là ngon đấy anh em ạ. À, cồn giáo. Có 2 sao, nó chưa có tinh anh anh em ạ. Nếu mà được thì tên này nên up cấp. Nhưng mà cảm giác hơi nghèo, không đủ lực, không đủ tiền để up cấp tên này. Với cả mình đang còn mấy cái đôi này, tiền này chắc là thôi. Bây giờ ghép thì chỉ có ghép được cooldown down cho con Tristana thôi. Nhưng mà cooldown down thì bây giờ chơi được hơi ít bộ. Nhưng mà chắc là mình vẫn phải đóng nhưng mà. Thì có gì mình tính sau. Đóng đồ vào tính tiếp. Đa số yếu mà. Thế nên là bài đấy không mình không có ghi ở trên cấp. Cái bài mạnh thì mình đều ghi ở trên cấp từ hết rồi. Bài nào là bài của meta chơi được không? Cùng không đau thì mình nhất chắc là đét của này đóng vô bước rồng này à, bài mình đánh là đam phép anh em ạ, mà cái vút rồng này nó cao tơ đam phép, nếu mà không có vút rồng thì có khi là mình win á. Có một con thiện xạ nhưng mà nếu mà bây giờ mình bỏ cái bọn bỏ cái bọn cuồng giáo đi thì bài mình lại không có tanh em ạ, thế nên là mình phải giữ lại. Ờ rồng cũng đau ấy, Savanna cũng đau, có đồ thì mình ghét thôi. Galio bây giờ ngon vãi, thành bao lâu luôn. Không có ghép cùng khép, không ghép với cùng đao này có khi mình thua đấy nhá. Mà ghép với cùng đao này mình có đam. Ok này. Lần sau thì cho được con này vào là có thiện xạ là ok. Chắc là ấn một cái áp cấp thôi. Nên lần sau lại ra tinh anh 2-3 tiền gì đấy. Mấy công ở trên này khỏe quá, chắc là mình sẽ không có chuỗi thắng. Trận này chắc là sẽ bị một chuỗi thắng, một chuỗi thua đấy. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là mình nên giữ máu nữa. Kiểu là có mấy công ở trên này mạnh quá anh em ạ. Thì trận này sẽ bị một thắng một thua đấy.
sao á, 2 sao ghép được đồ luôn. Mình sẽ lấy một cái găng em nhé, để mình làm cái bàn tay công lý nhé. Combo đấy là combo ngon nhất của đầu game. Cùng đao cái bàn tay combo ngon rồi. Trận này mình sẽ không một chuỗi anh em ạ. Một trích. Con này có khi mình phải bán con này đi quá luôn. Bán con này đi lấy 10 tiền quá anh em ạ. Ông ấy đang có 3 thần tài, quá đẹp. Có tội trận này ấy, mình thấy ở trên ấy họ ghép đồ rất là nhiều. Nên là những cái ông nào đánh thần tài trận này thì chắc là sẽ tụt máu sâu ấy. Phong. Con tiên phong này thì mình thấy không ngon ấy. Con này chỉ ngon trong trường hợp mà kiểu anh em đã ra sẵn Neko thôi. Còn nếu mà đang đép vào cái khung này ấy, con Nautilus này mình thấy nó cũng vô dụng kiểu gì ấy. Mua con này mất 6 tiền nhưng mà cảm giác nó không đem lại nhiều ấy. Thà mình đép bằng cùng giáo cái này còn ngon hơn ấy. Con will sow fear. Nay mình chỉ bận một hôm anh em nhé, hôm nay mai lại live bình thường vẫn giờ cũ. Live bù đủ giờ có gì cuối tháng nghỉ một hai hôm thì còn được nghỉ. Lịch live của mình thì vẫn là 7 giờ với 1 giờ hàng ngày anh em. Để đấu sĩ bây giờ không biết, mình có chưa chắc nó đã tanh được đấy. Đấu sĩ tầm này nó hơi đuối, hơi khó để tanh được ấy. Bây giờ phải giao một con tinh anh đấu sĩ cơ thì mới ăn thua được. Còn không như này thì cảm giác cũng thiếu tanh lắm anh em ạ. Không phải chấp, bài em không có gì đép anh em. Bài em không có gì đép. Đao bàn tay, ok. Chung là bây giờ mình đang bị thừa cái ấy thôi. Thừa cái cùng đao, anh ghép cùng đao thì bây giờ đồ mình đẹp luôn này. Để tạo này được. Khả năng cao là mình sẽ luôn 6 một chút anh em ạ. Tên này mà mình không bị mất chuỗi thì ngon. Mất chuỗi tên này là hơi cay. Ok, vẫn giữ được chuỗi này. Thế thì mình sẽ lên cấp mình roll một tí anh em nhé. Sau mình sẽ lên cấp mình roll một chút. Để tinh anh em. Tại vì bây giờ cái tỷ lệ roll ra tinh anh nó là 50%. Thế là mình có thể roll một chút ở 6 được.
phải kiếm tinh anh 2-3 tiền hợp với cái khung bài này. Hợp nhất khung bài này mình nghĩ là bây giờ là con Savannah đấu sĩ hoặc là ấy rồi. Này được không? Zana này được không? Này lên 7 luôn này. Zana này. Đó rồi anh em, mình roll, mình bảo anh em rồi. Mình sẽ roll một chút để mình kiếm tinh anh mà. Có tinh anh thì mình cộng tinh anh phù hợp với bài thì mình bắt luôn thôi. Chứ có gì đâu mà đỏ. Bình thường mà. Đấu sĩ thì ôm bọn đấu sĩ là tốn tiền quá. Có gì bỏ tạm nữa. Anh em bảo anh em rồi, bây giờ có cái tỷ lệ tinh anh ở level 6 mà à, thế anh em xem giải mới thấy họ toàn level 6 ấy. Chẳng qua ở server Việt mình ấy, đánh không logic thì mới không level 6 thôi. Còn anh em cứ tỉ bên nước ngoài mà xem, bây giờ họ auto level 6 à, không ở 3.2 á. Tại vì cái việc mất máu ở 3.2 với 4 chấm bây giờ là như nhau nhá. Nên là cái lúc mà anh em vô được 6 để kiếm tinh anh này, để luôn đây này sẽ giữ được máu luôn. Có vẻ hay ngạc nhiên những cái nó đơn giản đấy nhỉ anh em nhở. Anh em để ý xem giải nước ngoài hôm qua anh em xem không? Có hôm nào không đôn 6 đâu. Hôm nào chả đôn 6. Ừ, nó 6 hết mà anh em. Bình thường mà. Russell seems hungry today. Bây giờ mình đang phân vân là mình rồi không, đấu sĩ là được 400 máu, 400 máu cũng được, 400 máu nhiều phết đấy. Bây giờ mà có tách đồ ấy thì mình tách cái mà cùng đao này ra này anh em này. Cái bảo tạo này tích tiền. Có kêu rồi sao? Thực ra bây giờ mình bán con này đi thì cũng hơi phí. Savannah cầm đồ tầm này đã ngon. Bán đi nó cũng hơi phí á. Chắc là mình giữ con này lại để đép luôn á. Xong rồi có gì mình lên 8 mình roll. Nhà ông này mạnh vãi trưởng ra. À ừ, ra cái xẻo rồi nhá anh em nữa. Mất cái cung đao ấy, có như phí cái cung đao ấy đồ ấy. Ôi, con lợi của mình không có một chiêu luôn mà. Savannah này khỏe thế.
Mẹ mình nó cân hết luôn à? Con điên này. Tưởng nó cân hết được, chắc nghĩ vẫn thua nhà này mà. Đấy, mình biết rồi. Nhà này nhiều 2 sao thế này cơ mà. Ta đâm ra hồi máu chắc win đấy nhỉ anh em nhỉ? Bây giờ mình bán con này đi, liệu con nào liệu nó có đẹp ngon bằng không? Đấy em có phải hô hỏi anh em ạ. Là nếu bây giờ mình bán con Savanna này có con nào ngon hơn không? Ở level 7 này không? Mình cảm giác chả có con nào ngon hơn cả. Nên là mình nghĩ là mình sẽ đẹp bằng khung này luôn, lên táo và mình roll. Với cả mình sẽ để thua một chút để xuống lấy đồ nhá. Lấy đồ. Tên sau mình cho con này vào là mình có chiến tướng với cả đấu sĩ luôn này. Ok đấy. Sau lấy cấp cho con này vào. Tướng 7-9 nổ vũ ra xa ra 2 luôn. Samira 2 đây này. Lớp 2 thôi. Nhà cái thằng lợn 2 thôi. Đây thì ông này là cái gì? Chữ đỏ cũng ở đấy mà đỏ thôi. Samira 2 4 chấm thế này. Hello anh Đặng Quân nhá. Đây, đi lần 2 đây. À, cảm ơn bà Bảo nhiều nhé, cảm ơn em nhiều nhá. Ok em ơi, sẽ cố gắng em ơi. Đáng có xây ra đây. Đây mà đỏ thôi em ạ. Cút rồi đấy, mình có quy tầm với ông điên rồi đấy. Con xây ra có Aegir luôn. Ủa, hai ông ở dưới này. Mấy ông ở dưới nó khỏe quá anh em ạ. Ông Green này giống cút lắm rồi này. Mấy ông ở dưới khỏe vãi cả đái luôn này anh em này. Ông này kêu tinh anh level 7 này. Hai ông kêu tinh anh này. Rồi ôi. Green xoay sang Saya làm gì còn Saya nữa mà bắt em này 6 con Saya rồi. 4.6 con Saya rồi. Thì còn Saya nữa. Hai ông kêu tinh anh đao phủ. Green là giống cút lắm rồi đấy. Đi toàn mấy ông điên ạ. Này thì kêu chưa có đồ, kêu dưỡng sinh em ạ. Này vẫn cháy 100 máu, đôi 4 6 7 7 chết. Khó quá nhở anh em nhở, mình không có mảnh nó ngon thì
mình ghép được cùng đao này nó hơi rách rồi này. Đánh Savanna mình không đánh được Savanna trận này. Chắc mình phải đợi thêm một round nữa, cố gắng tích tiền thêm một round nữa. Tầm này mình xài mình hơi nghèo. Bởi vì tầm này mình thay hẳn khung luôn, mất nhiều tiền lắm. Tạo một round đi, cố gắng đép thêm một round này nữa đi. Round sau mình xài tiền nhé. Con Timo có mua được Samia Lusky không? Nghĩ là không. Green vẫn cố đánh cái bài này trong khi nhà kia 7 con đấy rồi. Nhưng mà nghĩ Green trận này đi chắc rồi á. Chưa tìm ra cái hốp gì cho Green trận này để comeback luôn ấy. Mấy ông ở dưới siêu khỏe luôn. Đôi hết này. Mình giải tán đám đông đi. Này. Anh nghĩ thừa cùng đao quá, cùng đao chắc chọn chim để cầm quá. Chung kết thế giới tiếp theo nào đánh à? Chưa có lịch cụ thể nhưng mà khi nào có thì mình sẽ up lên fanpage nhé, mình post lên fanpage. Đến 9 luôn à? Đang chờ. Never stood a chance. Tiền một tí nhá. Đánh 6 đầu tể vậy. 6 đầu tể đủ không ta? Bỏ long tộc đi. Bỏ hai con này đi. Bỏ 3 long tộc đi đánh 6 đầu tể. Tể là cần con Z à? Hoặc là không thì để như này thì kẹp thêm thì góc huyết vào. My shield is my sword. Without a sound. 6 đồ tể là phải có con gì? Andrariot nữa. Cảm giác như này ngon hơn đấy nhỉ anh em nhỉ? Cho 6 đồ tể nhỉ?
Cảm giác như này ngon hơn đấy nhỉ anh em nhỉ? Đồ tể như này có khi ngon hơn đó. Ba đồ tể để như này có khi ngon hơn đó. Tại vì kèm được cả hấp huyết xong rồi có long tộc cũng bù được tí đam á. Thời tiết Hà Nội chán lắm anh em ạ. Thời tiết Hà Nội chán lắm. À, mình cũng yếu nữa. Mình bị nước đường. Thời tiết thay đổi là nó hay bị. À, cũng phải công nhận là thời tiết Hà Nội. Thế là Hà Nội chỉ đà. Mày nhiều cái gì? Nó được. Đấy, anh bảo anh em mà green bay đấy không mà có cao đâu, đi chắc à. Như này mình cảm giác cũng đang ngon đấy. Như này mình có hai đam, hai nguồn đam luôn đấy. Cảm giác như này cũng đang ngon đấy. Con mo 2 nó cũng có tác dụng mà. Olaf thì cầm ba tia bây giờ không quá ngon anh em ạ, vẫn dùng được. Mà ông lên 9 nữa đây. Không, sáu đồ tể không ngon hơn đâu. Bài full 2 như này thì mình nghĩ như này ngon hơn đó. Sáu đồ tể bây giờ phải bỏ long tộc với bỏ. Thì nếu mà sáu đồ tể thì bỏ long tộc với bỏ hấp huyết đi. Đây mình cảm giác 2 sao nó vẫn có lợi hơn. Còn lại mấy con kia 1 sao thì nhìn nó cứ yếu yếu kiểu gì ấy. Không có nhiều giá trị lắm. Là bây giờ mình có thể bỏ long tộc đi, mình kẹp chiến tướng vào cũng được này. Nhưng mà cảm giác như này thì vẫn ngon hơn. Tại vì đồ tể thì phải có Samira cơ, mà Samira thì chúng nó lấy hết rồi. Đồ tể thì phải Samira, có Samira thì ok. Không, nó không búp cho con Zone để carry thôi anh em ơi. Con Zone chỉ là nó bây giờ nó búp để con Zone nó không bị phế quá thôi. Bản này thì anh em cảm tưởng bản này con Zone nó bị phế quá ấy. Gần như nó không có giá trị gì ấy. Thì bản sau nó fix lại để cho con Zone gọi là nó xứng đáng với cái giá 5 tiền ấy. Còn bản này con Zone mình nghĩ nó chỉ xứng đáng 2 tiền thôi. À đừng ra 4 tiền thôi, không xứng đáng 5 tiền anh em. Bản sau nó fix lại để cho con Zone nó xứng đáng với cái giá 5 tiền thôi ấy. Anh em hiểu ý mình không? Nó chỉ fix làm sao để cho nó xứng đáng với cái giá tiền nó mất tận 5 tiền để mua ấy. Thì bản này mình nghĩ nó chỉ 4 tiền thôi. Thì bản sau nó fix lại để cho nó xứng đáng với cái giá 5 tiền đấy. Tay này chắc là cho con Lee Sin cầm luôn này, nhỉ, cho nó lên mana sớm. Ok.
cây heo CC rồi con ấy rồi này. Nhưng mà con này không vô tới à? Vàng kim cái gì đấy. Ngã làm sao được Samira ông ơi. Samira là dở đấy, ông lấy top 1 đi ông cường xem phần này cho xuống xin top 4 thôi. À tôi xin top 2 thôi. Nhà ngoài lên cấp nhưng mà hết chết anh em ạ. Mang tiếng là lên 9 nhưng mà làm gì còn tướng nữa đâu. Bị cái hết tướng rồi. Ui, cua nhà kêu kìa. Bây giờ lên cấp thì chẳng kẹp được cái gì. Cronos đây thôi. Lên hên ra là con này 2 thôi. Anh em nào mà chơi like thì cho mình xin một like nhé mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Nay mình hơi mệt một tí anh em ạ. Có gì anh em thông cảm nhé. Xin đá được con này sao mà lắm. Xếp quả này hơi bắc binh. Ui là đúng giờ xếp luôn. Ờ, xếp 2 kính quá nhỉ. Kêu biến rồng này, biến rồng và kháng thì lại cái kháng nha. Biến rồng cũng chả là một rồng cấp cho 4 tiên phong vào. Mình nghĩ là mình cần cho kháng vào con ở trên này cho nó không bị lốc tay của mình ạ. Mình cho con lợn này luôn á. Nhà kêu này mình nghĩ là không sợ con kim của mình lo được. Mấy ông mày đều có lốc anh em ạ. Nên mình phải cho lợn ở trên đỡ lốc.
tiên phong. Một kháng nữa ngon đấy. Hai kháng hai bên được. Sao con này hai kháng được. Để Lee Sin kháng được. Ok nha Văn Tùng Lê ơi. Cảm ơn Văn Tùng Lê đã ủng hộ TG Fit 200 sao để mua máy tính mới top một cái nào. Giờ mình nghĩ là mình cần ai riêng. Bốn chuyên phong. Cái con zone à? Death by steel.